xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của đài phát thanh truyền hình cao bằng sau đây sẽ là nội dung chi tiết nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ ngày 17 tháng 7 đoàn công tác của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đã đến thăm tặng quà trung tâm điều dưỡng thương binh nặng tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang huyện duy tiên tỉnh hà nam trung tâm điều dưỡng thương binh huyện nho quan tỉnh ninh bình đoàn đã tới thăm và tặng quà cho thương binh Hoàng Văn Thình, 71 tuổi, quê ở huyện Hạ Lang, tỷ lệ thương tật là 96%. Thương binh Lý Khỉnh Khèng, quê huyện Quảng Uyên và thương binh Nông Tiến Tạo, quê ở huyện Hòa An đang được chăm sóc tại các trung tâm điều dưỡng thương binh huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam và trung tâm điều dưỡng thương binh huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội bày tỏ tình cảm, sự biết ơn sâu sắc với những công lao to lớn của các đồng chí thương binh bệnh binh đã hy sinh một phần sức máu của mình trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ tổ quốc và gửi lời chúc sức khỏe tới các thương binh bệnh binh đang được chăm sóc điều trị tại các trung tâm và mong muốn, muốn các thương binh bệnh binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống giữ vững phẩm chất bộ đội cụ hồ vượt lên thương tật sống vui sống khỏe là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo. Đồng thời chuyển lời cảm ơn tới cán bộ các trung tâm điều dưỡng đã tận tình chăm lo sức khỏe và cuộc sống của các thương bệnh binh nặng. Thừa ủy quyền của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, đoàn đã trao 3 phần quà cho các trung tâm, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng, Trao 3 suất quà cho các thương binh bệnh binh nặng, mỗi suất 700.000 đồng. Ngày 18 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện nghị định số 78/2002 NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, huyện Trùng Khánh đã có trên 47.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, nguồn vốn ưu đãi với số tiền trên 1.335 tỷ đồng. Trong đó cho gần 23.000 lượt hộ nghèo, trên 4.800 lượt hộ cận nghèo, 304 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn để sản xuất kinh doanh, không chỉ mục đích thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu. Thông qua chương trình đã giúp cho trên 3.000 lao động có công an việc làm, gần 8.000 hộ trung bình khá vay vốn để sản xuất kinh doanh, gần 800 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở, gần 3.000 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, trang trải chi phí học tập. Trên 4.300 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được đầu tư xây dựng, góp phần cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư khu vực nông thôn. Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh đã quan tâm dành một phần ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách của địa phương. Đến nay đã chuyển nguồn vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền 3 tỷ 409 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt trên 400 tỷ, tăng gấp 40 lần so với lúc mới thành lập. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 8% một năm. Nhân dịp này, ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách tín dụng giai đoạn 2002-2022. Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức lễ bế mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022. Trải qua 3 tháng huấn luyện theo chương trình của Bộ Quốc phòng và 1,5 tháng huấn luyện chuyên ngành biên phòng, 140 chiến sĩ mới đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, kiến thức chuyên ngành về pháp luật, nghiệp vụ biên phòng, đủ khả năng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả huấn luyện, 100% chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, chấp hành nghiêm các quy định của quân đội, quy định của đơn vị, nắm chắc và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài được trang bị, nắm vững các nội dung cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội vận dụng có hiệu quả trong học tập công tác và rèn luyện, nắm và hiểu rõ về nhiệm vụ cơ sở, kiến thức về lãnh thổ quốc gia, chiến thuật biên phòng. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến sĩ mới. Huyện Quảng Hòa vừa tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ nhất năm 2022, tham gia giải có 1.162 vận động viên đến từ 30 đoàn, đại diện cho 19 xã thị trấn và các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 10 môn thi đấu, trong đó có 3 môn đã được tổ chức từ trước đại hội gồm bóng đá nam, bóng chuyển, cầu lông và 7 môn thi đấu được tổ chức sau khai mạc đại hội, gồm điền kinh, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, chạy việt dã, tung còn, lai cỏ. Đại hội thể dục thể thao lần này là dịp để các vận động viên có điều kiện giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu. Qua đây, huyện sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ hai năm 2022. Kết thúc, ban tổ chức trao 111 giải cá nhân, đồng đội, trong đó giải nhất toàn đoàn thuộc về xã Phúc Sen, giải nhì toàn đoàn, ngành giáo dục và đào tạo, giải ba toàn đoàn, thị trấn Quảng Uyên. Một nhóm nghiên cứu của Trung tâm Y tế Mayo Clinic của Mỹ cho thấy, bước đầu những người không tiêm vaccine COVID-19 có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn khoảng 5 lần so với những người được tiêm chủng và tiêm mũi tăng cường. Thế nhưng vẫn có hàng chục tỉnh thành tiêm thấp, tiêm chậm. Về kết quả tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, tiêm nhắc mũi 3 đạt tổng số 47.037.284 mũi tiêm, tăng nhẹ so với ngày trước đó, đạt tỷ lệ 70,2%. Trong ngày có 24 tỉnh, triển khai với 36.617 người được tiêm. 5 tỉnh thành có tỷ lệ tiêm nhắc mũi 1 thấp, Hải Phòng 44,3%, Quảng Nam 45,5%, Bình Thuận 49,1%, Đồng Nai 44,8%, Cần Thơ 50,6% tiêm vaccine COVID-19 mũi 4, tổng số có 6.849.906 mũi tiêm, 36,8%. Trong ngày có 24 tỉnh, triển khai với 95.530 người được tiêm. 5 tỉnh có tỷ tỉ lệ tiêm nhắc mũi 4 thấp, gồm Bắc Cạn 6,5%, Nghệ An 9,8%, Quảng Bình 4,8%, Bình Định 6,5%, Đồng Tháp 8,8% có 27 tỉnh thành tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi thấp dưới 15%, gồm miền Bắc, 12 tỉnh thành, Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Hương Yên, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên. Bộ Y tế đã chỉ đạo tăng cường giám sát sự lưu hành của biến thể phụ BA.4, BA.5 và các biến thể khác để chủ động có các biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo đôn đốc hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên. Tiêm đủ hai mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Tiếp theo là những tin tức trong nước và quốc tế. Sáng nay, lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước cùng thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tham dự buổi lễ. Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam-Lào được xem là một cột mốc trọng đại của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Là dịp để hai bên cùng ôn lại lịch sử hào hùng của Liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào, sự giúp đỡ và ủng hộ trí nghĩa trí tình trước sau như một giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cho hai dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng phát triển và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước ngày nay. Đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam Lào. Trong năm đoàn kết hữu nghị, cả hai nước tổ chức các hoạt động để chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Trong dịp này, lãnh đạo hai nước thăm viếng lẫn nhau và cùng nhau tham dự lễ kỷ niệm được tổ chức tại Hà Nội và thủ đô Viên Trăn. Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022 ghi nhận nhiều tín hiệu cởi sắc khi có tới 116.900 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường. Nhiều ý kiến cho rằng hậu quả của dịch COVID-19 vẫn tác động xấu đến khả năng ra đời của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ có hiệu quả trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện tốt để nhân lên niềm tin, khởi sự kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2022 là 76.233 doanh nghiệp, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính trung bình giai đoạn 2017-2021 thì con số này cũng gấp 1,2 lần. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên số doanh nghiệp thành lập mới trong giai đoạn 6 tháng đầu năm vượt mốc 70.000 doanh nghiệp và cũng là mức kỷ lục trong giai đoạn này. Những con số trên phần nào cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đã dần trở lại sau 2 năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang đối diện không ít khó khăn do giá xăng dầu tăng cao và nguồn nguyên liệu đầu vào khan hiếm làm cho sản xuất bị gián đoạn. Lưu thông hàng hóa ở một số thị trường bị gián đoạn, dẫn đến thiếu hụt một số mặt hàng như thực phẩm, thuốc, phân bón, thiết bị y tế và thiết bị công nghệ thông tin trong chuỗi cung ứng toàn cầu, từ đó tác động lan truyền làm tăng chi phí sản xuất ở nhiều ngành lĩnh vực. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đề nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng ETC. Để triển khai trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 tới, trong đó tất cả các tuyến đường cao tốc sẽ thu phí hoàn toàn tự động. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông đảm bảo chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy tại các trạm thu phí. Đồng thời bộ yêu cầu triển khai dịch vụ ETC trên toàn bộ các làn của các tuyến cao tốc do địa phương quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố vận động công chức viên chức người lao động gương mẫu dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trước ngày 31 tháng 7 năm 2022. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, vận động chủ phương tiện giao thông trên địa bàn tự nguyện dán thẻ tham gia dịch vụ hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức thủ công một rừng. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh, kế hoạch triển khai chỉ thu phí không dừng tại các tuyến cao tốc từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng địa điểm và hình thức gián thẻ, phấn đấu đến tháng 9 năm nay đạt 80-90% đến số lượng phương tiện trên toàn quốc có thẻ ETC. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2022 đều đoạt giải, trong đó có 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Bộ Giáo dục Đào tạo nhận được thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2022 được tổ chức tại Armenia từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 với sự tham gia của 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, 3 nước làm quan sát viên với 231 thí sinh tham dự. Theo Bộ Giáo dục đào tạo, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch bệnh và các yêu cầu chuyên môn nghiêm ngặt của ban tổ chức để thực hiện các bài thi lý thuyết và thực hành với quyết tâm cao nhất. Thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Sinh học quốc tế 2022 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông, ghi dấu vị trí của học sinh giỏi sinh học nước nhà trên đấu trường quốc tế. Thành tích này tiếp tục là niềm cảm hứng, tạo động lực cho các thế hệ sinh học trong việc theo đuổi niềm đam mê về bộ môn khoa học này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa dòng biến thể phụ BA.4, BA.5 vào danh sách cần giám sát. Việt Nam cũng ghi nhận một số ca bệnh COVID-19 nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5 đã xâm nhập cộng đồng. Do đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh giám sát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và tiêm vaccine mũi 3, mũi 4. Hiện nay tại Việt Nam, hai biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến thể Omicron đã được ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cần Thơ. Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường giám sát sự lưu hành của biến thể phụ BA.4, BA.5 và các biến thể khác để chủ động có các biện pháp xử lý kịp thời. Qua báo cáo của hệ thống giám sát, biến thể phụ BA.2 vẫn là biến thể chủ đạo trong cộng đồng. Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã phát đi thông báo số 205/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương. Tại thông báo, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia yêu cầu Bộ Y tế, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh trên thế giới, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới, chủ động có giải pháp ứng phó với các dịch bệnh mới phát sinh, ngăn chặn, kiểm soát ngay tại cửa khẩu, không để xâm nhập vào nước ta, ra soát, đảm bảo năng lực thu dung điều trị. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế liên tục có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm mũi 4 cho các đối tượng có nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn, hiệu quả, khoa học bởi theo một nhóm nghiên cứu của Trung tâm Y tế Mỹ, những người không tiêm vaccine COVID-19 có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn khoảng 5 lần so với những người được tiêm chủng và tiêm mũi tăng cường. Nguy cơ cần nhập viện, điều trị và tử vong ở nhóm người này cũng cao hơn lần lượt là 7,5 lần và 15 lần so với người đã tiêm chủng. Chuyển sang phần tin quốc tế, Iran đã kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 và tuân thủ các quy định phòng dịch của ngành y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang ở những nơi đông người, không gian kín. Bộ trưởng Y tế Iran ngày hôm qua thông báo làn sóng dịch COVID-19 thứ bảy đã bùng phát tại nước này. Nước này đã ghi nhận 5.751 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 17 tháng 7 với 13 trường hợp tử vong. Trong số các ca cá mắc, có 656 người nhập viện, 516 người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại Iran vào cuối tháng 2 năm 2020, đến nay nước này đã ghi nhận tổng cộng 7.278.478 ca mắc, trong đó có 141.499 ca tử vong. Bản tin 16 giờ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.